Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình đối thoại, xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc năm mới, chúc bình an và hạnh phúc tới tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình đối thoại trong suốt một năm qua. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại nằm trong phần đề tài của chương trình đối thoại, bàn về việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp, khuyến khích hay ép buộc. Trong 4 số đối thoại trước thì chúng tôi đã mời tới trường quay đối thoại các khách mời là các chuyên gia, doanh nghiệp, luật sư để cùng bàn về chủ đề này và rất nhiều cái ý kiến đã được đưa ra. Trong số đối thoại này chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay các khách mời để cùng bàn về chủ đề này và cung cấp thêm những góc nhìn, những thông tin mới cho quý vị khán giả. Hy vọng sẽ có một chương trình hữu ích và nhiều thông tin mới để quý vị khán giả cùng theo dõi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Thiết chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Luật sư Lê Thiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Lê và Liên Danh. Vâng, thưa các khách mời, khi mà chúng tôi lựa chọn chủ đề này là chúng tôi cũng nhận được rất nhiều yêu cầu từ quý vị khán giả muốn chúng tôi bàn kỹ, và sau khi thực hiện xong 4 số rồi thì chúng tôi thấy là đúng là có quá nhiều nội dung chúng ta có thể bàn. Thì ngày hôm nay nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn là các khách mời thảo luận thêm và có thêm ý kiến, đó là việc là chúng ta chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp có phải để nhằm đạt mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020 không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Đỗ Anh Tuấn ạ. Thực ra thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn nói đến cái cội nguồn của cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp, mà cái này đã được ghi nhận trong nghị quyết 35 của chính phủ cho cả nhiệm kỳ này, và đặt mục tiêu đến hết năm 2020 thì có được 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Và cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp này thì cũng đã được ghi nhận trong nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về doanh nghiệp tư nhân. Thì thực ra cái mục tiêu có được thêm nhiều doanh nghiệp theo tôi đánh giá, đây là một cái sự chuyển biến trong cái nhận thức rất là quan trọng của Đảng, của Chính phủ. Ở các nước cũng như vậy, thì cái việc doanh nghiệp thành lập mới, có được nhiều doanh nghiệp, đấy là đằng sau đó là việc làm được tạo ra, đằng sau đó là thu ngân sách có được và giải quyết được rất nhiều những vấn đề về an sinh xã hội. Và mục tiêu mà có được thêm doanh nghiệp đối với hầu hết tất cả các nước, đây là mục tiêu ưu tiên trọng tâm của chính phủ và cả một hệ thống chính quyền. Chính vì vậy mà khi Việt Nam đặt ra mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp, theo chúng tôi đây là một cái bước chuyển về mặt tư duy rất là quan trọng. Còn cái chương trình mà phát triển, thúc đẩy sự lớn mạnh của các hộ kinh doanh, tôi cho rằng là tôi cũng tham dự rất nhiều những chương trình thảo luận, nhưng chưa có ai đề cập rằng là mục tiêu để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi lên hay là phát triển hộ kinh doanh là để đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp này. Thực ra đấy không đúng với cái mục tiêu của chính phủ, bởi vì suy cho cùng các hộ kinh doanh cũng là những cái doanh nghiệp. Về phương diện, về khái niệm doanh nghiệp theo nghĩa rộng nhất, thì những người mà có thể tự mình hoặc là tổ chức một bộ máy để tiến hành hoạt động kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận là doanh nghiệp. Cho nên bản thân hộ kinh doanh, trong gốc rễ của nó, trong bản chất của nó là một doanh nghiệp đúng nghĩa. Cho nên là cái mục tiêu của chính phủ là thành lập 1 triệu doanh nghiệp có đăng ký theo luật doanh nghiệp đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không cũng theo tôi, một logic thông thường không ai lại chuyển một lượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ này thành một doanh nghiệp khác, thì cái đấy không có ý nghĩa gì cả. Một vấn đề là có rất nhiều những người dân, rất nhiều người trẻ tuổi, để làm sao khuyến khích họ bỏ tiền vào hoạt động kinh doanh, thay vì nhét gầm bàn, gầm tủ, thét vào gửi ngân hàng, thì họ có ý tưởng, họ có kinh nghiệm, thì mang cái tiền này ra kinh doanh, và nhà nước khuyến khích, nhà nước vận động, nhà nước tạo điều kiện cho bất cứ người dân nào mong muốn thì đưa ra kinh doanh. Họ có thể là các loại hình doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp, hoặc thậm chí theo mô hình hộ kinh doanh cũng là một điều rất là tốt. Chính vì vậy tôi không nhìn thấy cái sự liên hệ hay là một cái mục tiêu gì trong việc thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp để đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp này. Chính phủ chưa hề có một cái chỉ đạo nào, hay thậm chí trong các phát biểu của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ ngành cũng chưa có ai đưa được cái mục tiêu như vậy cả. Cho nên là nhận định này theo tôi là không có căn cứ. Vâng, luật sư nghĩ sao ạ? Vâng, tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Tuấn. Tuy nhiên thì là đúng là cái mục tiêu là 1 triệu thì là một con số. Nhưng thực chất là ở đây là nó gắn với cái tọa đàm của chúng ta là về liên quan đến cái hộ kinh doanh. Để mà từ đấy để mà có thể là đạt được cái con số 1 triệu đấy, là nhìn vào con số của các cái hộ kinh doanh.
Thực chất thì cái mục tiêu 1 triệu đấy thì nó chỉ là con số ước lượng thôi, có thể nó sẽ có thể là thế, sẽ với cái sự phát triển kinh tế nói chung ấy thì có thể con số đấy nó sẽ vượt qua con số 1 triệu chứ không phải là chỉ là 1 triệu, hoặc có thể nó sẽ ít hơn. Nhưng mà cái số lượng thì nó không phản ánh cái nền kinh tế đâu, mà có thể ít hơn nhưng mà cái quy mô và cái tiềm lực của cái doanh nghiệp ấy nó lớn thì nó cũng đạt được cái mục đích mà đưa cái nền kinh tế đi lên. Thế ở đây thì tôi nghĩ là ở các cái tranh luận ấy là xoay quanh cái vấn đề hộ kinh doanh có là cái đối tượng để mà chú trọng vào nâng họ lên để thành doanh nghiệp. Đó. Thế thì ở đây là quan điểm của tôi thì thấy rằng là có thể trong cái số mà mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đấy có thể là từ cái con số mà hơn 5 triệu hộ kinh doanh này trở thành, hoặc cũng có thể là chỉ một phần thôi mà có những cái chủ thể khác người ta thành lập doanh nghiệp, như là người ta khởi nghiệp, như là những cái sinh viên ra trường hay là những người đi học, hoặc là những cái Việt kiều người ta về nước, người ta start up, người ta khởi nghiệp mới, thì đấy cũng là một cái số lượng mà một cái nguồn thành lập doanh nghiệp mà Sách bổ sung mới. vào cái số đấy. Để đâm ra là tôi nghĩ rằng là để đạt được cái mục tiêu mà 1 triệu đấy thì ngoài cái việc nhìn vào các cái hộ kinh doanh này thì chúng ta còn phải tạo các cái cơ chế làm sao mà không phải ở cái hộ kinh doanh này mà có thể ở ở những cái nguồn lực khác thành lập nên. Tại vì hộ kinh doanh bản thân bây giờ họ đã kinh doanh ổn định rồi. Và trong cái số lượng hơn 5 triệu hộ kinh doanh đó, chắc gì họ đã muốn lên làm doanh nghiệp khi mà cái cơ chế của chúng ta đang như bây giờ, và những cái buổi phân tích trước thì chúng tôi cũng đã nghe thì thấy rằng là đưa cho họ một cơ chế nào đó để họ tự nguyện họ tham gia vào, họ tự nguyện họ nâng cấp họ lên thì hay hơn là cho họ bắt buộc họ phải vào. Đấy, cho tôi nghĩ là như thế thì sẽ hợp lý hơn. Ông làm vậy sao? Tôi phải nói này. Thực ra cái hình thành cái con số 1 triệu doanh nghiệp ấy, là nó hình thành từ trước khi có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa. Nhưng mà khi xây dựng cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa ấy, thì theo quy trình có phải có một cái đánh giá tác động. Xây dựng ra cái đạo luật này để làm gì? Thì trong đó thì cái việc chuyển đổi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp là một trong những phương thức để đạt được cái mốc 1 triệu. Mình phải nhìn nhận nó rất là có cái trình tự như vậy. Thế nhưng mà nếu mà nói là cần 1 triệu doanh nghiệp nên tôi phải nỗ lực tôi chuyển đổi thì hoàn toàn không đúng với cái ý chí của các cái chính sách của chính phủ rồi của các. Thế nhưng mà trong một số văn bản nội hàm cơ bản ấy là cũng nhắc đến một trong những cái phương thức để đạt được cái mốc 1 triệu kia, thì có cả cái việc hỗ trợ khuyến khích các hộ kinh doanh mà đủ điều kiện để chuyển thành doanh nghiệp. Đấy, cái điểm điểm về con số thì tôi phải nói về tại sao như vậy. Tất nhiên như cái mà mình cần phải nhìn nhận nó một cách nó thực tế hơn và nó thiết thực hơn. À, đó là rõ ràng là ta phải thấy được là vì sao phải chuyển đổi. Nếu mà ta cứ cần đến một con số 1 triệu doanh nghiệp thì nó không phải là con số hình thức đâu. Vì 1 triệu doanh nghiệp đó thì theo cái đánh giá tác động để xây dựng luật ấy, và kế hoạch ấy, thì nó có rất ý nghĩa mà lúc nãy anh Đậu Anh Tuấn rồi anh Thiên có nhắc qua đấy. Nó có ý nghĩa lắm đấy chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa khi nó thực chất, nó thực chất. Thế thì tôi cho rằng là cái việc mà ta chuyển đổi hộ kinh doanh lên thì nó có mấy cái ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là về mặt pháp lý, ở Việt Nam ta ấy thì hộ kinh doanh và doanh nghiệp khác nhau hoàn toàn, khác nhau tương đối nhiều. Mặc dù bản chất cũng là hoạt động kinh doanh, nhưng cái quy mô rồi các cái sự tuân thủ đối với pháp luật nó có sự khác nhau. Ở doanh nghiệp thì khó khăn và chặt chẽ hơn, hộ kinh doanh thì lỏng hơn. Ở một số nước thì như anh Tuấn có nói, về họ ấy nhìn nhận cái việc này, cái khoảng cách nó rộng hơn, nó giống nhau hơn. Thế nhưng mình trở lại vấn đề Việt Nam thì mình phải thấy như vậy. Thế vì thế nên là khi chuyển đổi lên thì cái mục tiêu khi chuyển đổi từ hộ lên doanh nghiệp để làm sao đó để cho cái cơ sở kinh doanh đó họ kinh doanh có hiệu quả hơn, có bền vững hơn. Bởi vì với cái tư cách là một doanh nghiệp thì có vị thế hơn trong kinh doanh. À, với tư cách là một doanh nghiệp thì đối với pháp luật Việt Nam hiện tại thì sẽ tiếp cận được với các cái nguồn lực nó thuận lợi hơn. Tôi nói ví dụ như tiếp cận nguồn lực với tài chính, với đất đai, ngay cả việc tuyển dụng cũng thuận lợi hơn. Rất nhiều cái nghiên cứu khoa học cho thấy rằng
ở cái môi trường hộ kinh doanh mà tuyển dụng lao động có trình độ cao là điều đó là không thể. Đặc biệt đối với Việt Nam thì không được. Kỹ sư rồi trên kỹ sư đại học người ta không thích làm hộ kinh doanh đâu. Ngay cả điểm đó cũng là một ví dụ để ta thấy cần phải có cái chuyển đổi. Về thị trường cũng vậy, nó sẽ rộng mở hơn. Đấy, rồi về các cái hoạt động khác, các cái cam kết, các cái đàm phán nó cũng có một cái vị thế hơn. Thì đây là về phía doanh nghiệp, đấy, nó có cái thuận lợi. Cái thứ hai nữa là về phía người lao động cũng thuận lợi hơn. Bởi vì trong môi trường một doanh nghiệp, tôi nói theo luật Việt Nam, thì người lao động sẽ được đảm bảo quyền lợi cao hơn. Ở các cái quy định về bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội. Cái điều nó tác động rất là tốt. Thế rồi về cái đảm bảo cái tuân thủ với môi trường trong sản xuất, rồi từ tiếng ồn rồi vệ sinh mọi thứ, cái điều đó là những cái điều mà nó rất là tốt cho một cái môi trường kinh doanh, và đặc biệt là nó minh bạch. Để kinh doanh ở hình thức doanh nghiệp là nó minh bạch hơn. Mà cái yếu tố minh bạch trong môi trường kinh doanh là một cái yếu tố rất cần cho Việt Nam hội nhập. Phần lớn các cái hộ kinh doanh chúng ta hiện nay đang kinh doanh phần nhiều là nó nằm ở trong cái khu vực phi chính thức. Và các cái con số nó không rõ. Mà điều đó nó rất khó cho quản lý. Nó không đảm bảo được cái sự công bằng. Thì đây là tôi chỉ nói ở cái khía cạnh, gọi là cái khía cạnh thuận lợi. Vì thế nên là phải nói là vì sao mà thành lập ở Việt Nam phải chuyển đổi. Là vì vậy. Vì vậy là vì cho xã hội, vì cho chính doanh nghiệp. Thực ra thì ở các nước ấy, thì họ tương đối rành mạch ở chỗ rằng là doanh nghiệp thì thường chia làm hai loại. Một là loại là doanh nghiệp mà tổ chức ấy, thì các nước có là luật công ty. Một loại thứ hai là cá nhân kinh doanh. Thì có một cái mô hình gọi là luật về cá nhân kinh doanh. Cho nên là Việt Nam trước đây cũng có hai luật như vậy. Việt Nam có luật công ty 90 và luật doanh nghiệp tư nhân 91, một luật dành cho một tổ chức. Cho nên khi nói đến luật công ty là nói đến bộ máy lên tổ chức, lên quản trị. Còn cái luật liên cho cá nhân kinh doanh thì người ta nói những vấn đề về quyền kinh doanh và những chính sách để hỗ trợ cho nhỏ, thường là nhóm doanh nghiệp này bé thì hỗ trợ cho nó phát triển. Ở Việt Nam thì hơi phức tạp hơn. Việt Nam có một luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp này là dành cho cả công ty và có cả cá nhân kinh doanh. Cái loại hình là doanh nghiệp tư nhân trong cái luật doanh nghiệp thực ra là cá nhân kinh doanh. Và lưu ý rằng là chúng ta có gần hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh cũng là mô hình rất Việt Nam. Ở các nước thì nó không, hộ kinh doanh ở đây là phần lớn là cá nhân kinh doanh, nhưng mà cũng có là một nhóm người kinh doanh. Nhóm người đây có thể là một hộ gia đình, nó có thể là một một nhóm người mà tự liên kết nhau lại. Thế nhưng mà cái việc liên kết này nó rất là tương đối đơn giản, nó chưa hình thành một cái bộ máy tổ chức tất cả. Cho nên là chúng ta phải thừa nhận rằng là cái này thì theo một số nghiên cứu thì cho rằng là có một thời kỳ Việt Nam tương đối kỳ thị với doanh kinh tế tư nhân. Cho nên là mô hình hộ kinh doanh hộ như là một cái cách thức để tránh cái nhạy cảm này. Và người ta vẫn kinh doanh nhưng mà dưới một cái mô hình mà nó rất là đặc thù. Hộ kinh doanh thì vẫn là hộ kinh doanh, sẽ không vấn đề cả, nhưng mà nó khi mà đến một mức độ nào đấy thì nó bắt đầu phát sinh. Chẳng hạn hộ kinh doanh như anh Nam nói, vị thế của nó hiện nay là vì cái gì, đối xử với nó như thế nào. Hiện nay các cơ quan thuế thì vẫn đối xử hộ kinh doanh, nhưng mà người ta nhìn với là người ta sẽ chọn một ông thôi, sẽ chọn một người đứng đầu và người ta nộp thuế, gọi là cá nhân nộp thuế. Nhưng hộ là một nhóm người thì không biết là ai cả. Chính vì vậy mà các cơ thuế hay một số cơ quan người ta chỉ chọn một người đại diện thôi. Người ta chỉ đối xử, người ta giao dịch kinh tế, giao dịch hành chính với cái cá nhân đấy. Cho nên là hộ kinh doanh sẽ gặp khó khăn. Hộ kinh doanh cũng gặp khó khăn nữa là nếu mà họ có tranh chấp thì phân chia như thế nào? Nếu mà lớn thì sẽ phức tạp. Họ đâu phải là, hiện nay chưa phải là chủ thể để nhận các giấy phép kinh doanh. Hiện nay một số quy định mà về thẩm quyền là cũng không được phép. Cho nên bị bó buộc. Họ huy động vốn rất khó khăn. Họ cũng rất khó để đứng ra để thuê đất đai, mặt bằng hay là tuyển nhân công như anh Nam nói rất rõ. Cho nên là về phương diện nào đấy trong quy mô nhất định thì hộ kinh doanh tương đối tốt. Nhưng mà họ sẽ gặp những cái khó khăn. Và trong bối cảnh mà ngày càng minh bạch hơn thì rõ ràng đây là một thách thức rất là lớn. Khi mà cái năng lực tổ chức, rồi là cái mở sổ sách giấy tờ, kế toán của hộ kinh doanh cũng có rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì trong bối cảnh Việt Nam thì hộ kinh doanh có những lợi thế.
Lợi thế một là nó quá bé và nó tránh được tầm nhìn, tránh được quy quy định của, tức là giảm thiểu cái chi phí tuân thủ pháp luật rất là nhiều. Tức là thế cho họ thì lợi thế vâng, cho chính các hộ kinh doanh. Vâng. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều hộ kinh doanh phàn nàn khi mà mở doanh nghiệp một cái lập tức rất nhiều đoàn thanh tra kiểm tra, anh phải mở sổ sách giấy tờ rồi lại phải phải rất nhiều thủ tục, phải thuê kế toán, phải thực hiện, phải tuân thủ rất nhiều quy định, phải an toàn phòng cháy chữa cháy, phải có nhiều quy định pháp luật lập tức là áp dụng đối với họ. Cho nên nếu hộ kinh doanh thì nửa sáng nửa tối, cho nên người ta có thể lách được, tiết kiệm được rất nhiều những cái chi phí trong việc tuân thủ hay chi phí để thực thi pháp luật. Thì như vậy là có thể thấy được rằng là nó vừa có những điểm yếu nhưng mà nó vừa có những cái điểm mạnh. Thì trong bối cảnh, trong thời gian tới thì chúng ta phải phải làm sao mà vừa phát huy những cái điểm mạnh của hộ nhưng mà phải phải khắc phục những điểm yếu. Cho nên là vừa rồi thì khi soạn thảo luật doanh nghiệp thì chính phủ cũng có đề xuất là luật doanh nghiệp ghi nhận hộ kinh doanh này. Thì theo chúng tôi đây là một chính sách tương đối tốt, và đã đến lúc chúng ta không thể bỏ mặc hộ kinh doanh nữa mà phải ghi nhận nó. Nó có thể là một hình thức doanh nghiệp nhưng nó có thể được ghi nhận trong hộ, bởi vì là anh có tư cách pháp lý để anh giao dịch, anh có được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, và đây cũng rõ ràng là một cái giải pháp để khuyến khích họ minh bạch công khai hơn. Nhưng mà chúng ta một cái vế nữa rất quan trọng trong quá trình này, đấy là phải thiết kế một chế độ về thuế, về kế toán, về làm sao cho nó phù hợp, cho năng lực, cho khả năng, và họ có động lực. Thì chúng tôi cho rằng trong thời gian tới có lẽ đến đến giai đoạn Việt Nam không thể né tránh kệ nữa. Chúng ta không thể để hiện nay khu vực hộ kinh doanh chiếm đến 30% GDP nhưng mà khung khổ pháp lý không không có gì cả, hầu như không có gì cả. Cho nên đến một giai đoạn là không thể để kệ bỏ mặc được, mà cũng đến lúc chúng ta phải thiết kế nó như là một cái hình thức nào đấy để phù hợp, để thúc đẩy khu vực này phát triển. Nó có thể họ có thể lớn lên thành doanh nghiệp, công ty cũng là một cái xu hướng, nhưng mà theo chúng tôi gốc rễ vẫn là làm hộ kinh doanh người ta kinh doanh bài bản hơn, người ta có được bộ máy tổ chức nó bền chặt hơn, có thể cha truyền con nối, và mục đích cuối cùng là phải hiệu quả hơn. Vâng, tôi thì nghĩ rằng là với cái số lượng hộ kinh doanh mà hiện nay mà con số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê chúng ta thấy đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, và cái thực tế thì trong số hơn 5 triệu hộ đó thì rất nhiều hộ kinh doanh là ở một cái tầm rất là lớn. Và chúng tôi làm tư vấn thì chúng tôi đã gặp rất nhiều. Đó, có những cái doanh thu của họ còn lớn hơn những cái doanh nghiệp bình thường rất nhiều. Và có nhiều hộ á, khi người ta, cái nhu cầu đòi hỏi người ta phải cần doanh nghiệp, người ta cũng sẽ lập một doanh nghiệp. Chẳng hạn như là đối với những cái sản phẩm, dịch vụ của họ mà cần phải phát hành hóa đơn cho khách hàng, thì họ phải lập công ty, doanh nghiệp để phát hành. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà không cần á, thì họ vẫn tiếp tục sử dụng cái hộ kinh doanh của họ. Đấy là một thực trạng. Đúng. Và có những cái nhiều hộ á, thì là khi mà bị thanh kiểm tra quá nhiều á, thì người ta thấy nó rườm rà quá, người ta giải tán luôn. Đúng. Đấy. Thì vấn đề đặt ra là để đạt được cái thu hút ở những cái hộ kinh doanh đó, người ta tham gia vào là trở thành doanh nghiệp để hưởng được các cái chính sách như là luật doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cái nghị định hướng dẫn hay là các chủ trương chính sách của các thuế khác cho họ ấy, thì trước hết là chúng tôi nghĩ rằng là phải làm cho họ thấy được là cái lợi ích mà khi mà đối với những cái doanh hộ kinh doanh mà đã đủ lớn để tham gia để trở thành doanh nghiệp được. Đây chúng ta có một thực tế là họ là chắc chắn là họ là kinh doanh rồi, và trong luật doanh nghiệp thì chúng ta có một mô hình nữa, đó là một cái chế định là luật doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân. Thế thì doanh nghiệp tư nhân thực ra cũng là một cá nhân làm chủ, nhưng mà họ trở thành doanh nghiệp và họ được hoạt động như một doanh nghiệp mặc dù không có tư cách pháp nhân. Nhưng mà cái chủ thể của họ được tham gia vào rất nhiều giao dịch như là tín dụng, đó, như là lao động, và đương nhiên họ có thể cho thuê, cho bán cái doanh nghiệp với cho người khác. Họ có thể thuê giám đốc khác để điều hành doanh nghiệp đấy. Trong khi đó, hộ kinh doanh của chúng ta, đấy, như anh Tuấn vừa nói là đa số là cá nhân là nhiều. Và thực tế là cũng cá nhân là nhiều. Thì bản chất họ cũng giống như doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó họ không được hề được hưởng một chút nào với những cái mô hình như doanh nghiệp tư nhân. Đấy, thực tế như thế. Thế thì trong thực tiễn chúng tôi có những cái vụ án về bảo hiểm á, thì chúng tôi làm thì là chẳng hạn như cái hộ hộ cá thể người ta mua sắm trang thiết bị hàng hóa vật tư ấy, của những hộ cá thể khác người ta không có hóa đơn chứng từ, người ta chỉ ghi sổ thôi. Ví dụ như là mình mua một cái máy nhiều khi là có tiền hàng trăm triệu, hàng chục triệu đấy, nhưng mà họ không có phát hành hóa đơn cho nhau, họ ghi sổ, và lúc mà khi họ tham gia bảo hiểm á, thì nó bị cháy, thì khi giám định bảo hiểm vào để giám định để mà bồi thường cho họ thì không có căn cứ.
Bởi vì căn cứ là phải là các hóa đơn chứng từ. Nếu hóa đơn chứng từ đã bị cháy thì người ta có thể tích sao lại trong báo cáo tài chính ở cơ quan thuế và người ta truy sát được và lấy được cái giá trị số lượng để người ta làm căn cứ. Thì đấy cũng là một cái thiệt thòi. Và đây là một cái vụ án có thật, đã xử lý xử lại rất nhiều lần. Đấy thì đó là cũng là cái thiệt thòi mà khi mà không có sử dụng hóa đơn chứng từ trong doanh nghiệp. Thì một mặt tích cực của chính phủ theo tôi nghĩ là cố gắng làm sao để chuyên nghiệp hóa những cái hoạt động kinh doanh đó bằng hình thức là doanh nghiệp, có thể đưa họ lên bằng như là doanh nghiệp tư nhân để họ được hưởng các cái chế độ chính sách và thúc đẩy họ bằng cái luật doanh nghiệp vừa và nhỏ như là khuyến khích rồi giảm môn bài rồi hay là hỗ trợ các cái chi phí khác. Thì đấy là một cái, nhưng mà cái đó nó không lớn đâu. Tôi nghĩ cái chính ấy là mặt khác về mặt khuyến khích là thu hút bằng các cái chính sách đó, thì mặt khác cũng nên có một cái cơ chế làm sao để khi mà chuyển đổi á thì có một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng hơn. Như hiện nay thì trong cái hướng dẫn về thành lập một cái hộ kinh doanh thì theo cái nghị định 78, sau đó là vừa rồi có sửa theo một nghị định 108. Thế nhưng mà trong nghị định 2000 đó cũng không hề nói rằng cái sự kế thừa, ví dụ như là kế thừa cái quyền và nghĩa vụ của cái hộ kinh doanh mà nâng lên thành doanh nghiệp đấy, mà nó lại được hướng dẫn ở trong chính cái nghị định 39 hướng dẫn về cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đấy, cái sự kế thừa và cái quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh mà khi anh chuyển đổi lên mà anh chưa thực hiện vô thì cái quyền trách nhiệm đó anh còn vô hạn thực hiện tiếp. Thì như vậy là nhìn chung thì mặt khác hành lang pháp lý phải có một cái sự nào đó để thúc đẩy họ vào. Chẳng hạn như là bây giờ cái thuế khoán thì chắc rằng là đã hợp lý hay chưa? Đấy, một có chăng là họ không muốn trở thành doanh nghiệp bởi vì họ muốn được hưởng cái thuế khoán đấy để họ đỡ về mức thuế đi. Thì bằng cách này cách khác họ không muốn vào. Thế thì cái việc mà quản lý thuế ở đây cũng phải cải tổ. Bởi vì bây giờ bước vào thời đại 4.0 rồi, rất là nhiều thứ chúng ta có thể kiểm tra, không cần phải kiểm tra thủ công như trước đây nữa. Chẳng hạn khi anh thành lập hộ kinh doanh, hộ cá thể bằng một cái mã số định danh nào đó và đưa cho họ một cái mã số để mà khi mình kiểm soát được cái hoạt động thuế của họ nó mạnh minh bạch hơn, dễ dàng hơn, thì lúc ấy họ cảm giác là họ không thể nào vận dụng được cái kẽ hở nữa thì buộc lòng họ phải lên. Thì cái này tất nhiên là nó rất là khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng khó nhưng không có nghĩa là không có cái cách gì. Tôi nhớ là số đối thoại thứ ba cũng bàn rất kỹ về câu chuyện thuế ạ. Và cũng lại có hai luồng ý kiến khác nhau. Một luồng ý kiến cho rằng là không phải là hộ kinh doanh mà nhận thuế khoán thì sẽ có lợi hơn là làm doanh nghiệp, bởi vì khi lên doanh nghiệp có những cái đầu vào đầu ra rồi chúng ta xử lý có thậm chí có thể thuế bằng không nữa. Tôi không biết là như thế nào. Tôi muốn minh định hơn một chút ở đây là dường như Lân có một cái hiểu nhầm là đang có một chương trình chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Thực ra cái đấy cũng đã có trong vòng vài năm đây. Nhưng mà hiện nay mà ghi nhận hộ kinh doanh ở trong luật doanh nghiệp không phải là chuyển đổi, mà chúng ta đưa khoác lên hộ kinh doanh một cái áo pháp lý nó lớn hơn. Nó chẳng hạn như là trước đây hộ kinh doanh là ghé vào một vài điều trong nghị định 78 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thì hiện nay, nhưng chúng ta nên nhớ rằng là hiến pháp Việt Nam quy định rằng là những quy định pháp luật nào quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân và tổ chức thì quy định trong luật. Nhưng mà hộ kinh doanh khu vực rất lớn như vậy, hơn 5 triệu hộ kinh doanh cũng liên quan đến quyền tự do kinh doanh, quyền kinh doanh, quyền rất cơ bản của người dân. Nhưng mà hiện nay không hề được quy định ở văn bản luật của Quốc hội, mà chỉ quy định ở một vài điều của nghị định của chính phủ. Thì cái đấy hoàn toàn không phù hợp. Cho nên trong cái tờ trình của chính phủ và trong khuyến nghị của chúng tôi cũng là chúng ta phải quy định về quyền và nghĩa vụ hộ kinh doanh ở trong luật. Tức là phải luật hóa cái hộ kinh doanh này. Chứ không phải là cái này không phải là chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Cái chương trình là một chương trình khác thì hộ kinh doanh hoàn toàn có thể phát triển lên, chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, thành công ty, các loại hình công ty. Đấy là một chương trình mà chính phủ cũng mong muốn thực hiện, và trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có một chương trình chuyển đổi mà chính phủ đã thiết kế như vậy. Nhưng chúng ta nhớ là hiện nay mà cái mà đang thảo luận trong thời gian gần đây là liệu luật doanh nghiệp sửa đổi lần này có ghi nhận về hộ kinh doanh hay không. Vâng, cũng thì, là một nội dung đã thì hộ kinh chứ không, đấy không hoàn toàn không phải là một trình chuyển đổi, cho nên hiện nay là có thể đang bị lẫn lộn giữa hai cái phạm vi, hai khái niệm đấy. Thì tôi thiên về cái phương án là luật doanh nghiệp đã đến lúc cần phải ghi nhận hộ kinh doanh. Còn cái việc mà hộ kinh doanh khi mà ghi nhận như vậy thì họ sẽ có những quyền được luật hóa, họ thực hiện các giao dịch, họ sẽ khắc phục được những điểm yếu của hộ kinh doanh hiện nay, và những chương trình thuế, những chương trình thúc đẩy hộ kinh doanh thì lại có thể là vẫn tiến hành cho một chương trình khác. Thì tôi muốn minh định thêm một chút như vậy. Ông làm thì sao? Nói thẳng nhé. Thứ nhất đây là cái này. Vừa rồi thì khi mà góp ý vào cái luật doanh nghiệp ấy, thì tôi là một trong những cái đại diện trong cái cơ quan rất ủng hộ cái chuyện luật, trong lúc chưa có luật về hộ kinh doanh. Tôi có nguyên cụm từ đấy. Thì phải xác định cái hình thức kinh doanh này trong một đạo luật gần nó nhất.
Cái điều đó là dứt khoát rồi. Thế và cái mong muốn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam ấy là phải xây dựng nó thành một đạo luật cho các hộ kinh doanh. Vì sao có quan điểm này? Là vì thế này này, chúng ta nói về hộ kinh doanh ấy. Thế đầu tiên chúng ta phải nhìn một cách chính xác về họ. Phần lớn trong đó là công cụ xóa đói giảm nghèo. Tôi nói thật đấy, có quá nhiều điều tra đánh giá. Thế nên nếu đây là một cái công cụ để giúp cho người dân Việt Nam thoát nghèo thì mình phải nhìn nó với một cái thái độ hết sức nhân văn. Và trong đó có một số doanh nghiệp, một số hộ kinh doanh thì dựa vào cái sự lỏng, cái lỏng trong việc tuân thủ pháp luật thì vẫn cứ giữ cái mô hình này. Chúng tôi nói là cố thủ. Để làm gì? Để mà né thuế. Mình nhìn vào vì mình, nếu mà mình vẽ nó mà không đúng một cái bức tranh về nó thì mình chính sách của mình vẽ nó hình vuông mà mình vẽ thành hình tròn là mình đưa một cái chính sách tròn vào nó sai ngay. Cái mục đích chính là né thuế. À thì đấy tôi nói nhé. Thì chính vì thế nên mình phải thấy này. Nên trong các quy định thì Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam luôn nói một câu là những hộ kinh doanh đủ điều kiện, tức là loại bỏ, phân tách ra cái phần cái hộ kinh doanh phần lớn cái hơn trong 5 triệu hơn đó ấy, thì chỉ có hơn 1,5 triệu là khai báo thuế thôi, là đăng ký thuế thôi, còn phần còn lại là cơ bản là xóa đói giảm nghèo. Thế mà đã gọi là một công cụ để giúp cho người dân thoát nghèo, để tăng thêm thu nhập, thì dứt khoát là ta phải có một cái chính sách rất là nhân văn cho họ. Thế còn cái phần kia, họ đã đủ điều kiện rồi thì ta phải chuyển đổi thành doanh nghiệp để đảm bảo được cái nguyên tắc công bằng. Anh cũng sử dụng từng ý lao động, anh cũng có doanh thu như vậy, anh cũng tham gia cạnh tranh thị trường quyết liệt như vậy, mà anh lại chịu một cái nghĩa vụ khác thì điều đó nó không công bằng. Thực ra cái quy định này thì trong luật doanh nghiệp trước đã có rồi, là anh có bao nhiêu lao động là anh phải thành doanh nghiệp. 10 lao động. Đúng không? Thế nhưng mà có cái là mình chưa làm quyết liệt nên nó viết thành như vậy. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là phải xác định muốn tổ chức được việc này thì chính sách thuế là chính sách được ưa thích nhất. Nói xuôi nói ngược gì thì chính sách thuế được ưa thích nhất. Bởi vì nói đến chính sách thuế thì người ta nói đến cả cái luật kế toán đấy. Đây là hai cái thứ mà nó rất là ưa thích trên toàn thế giới. Bây giờ tôi nói, chúng tôi đề nghị này. Một là đối với chính sách thuế thì phải có một chính sách rất là khuyến khích để cho các cái hộ kinh doanh đủ điều kiện nhé, chuyển thành doanh nghiệp, nhưng không nằm trong cái nhóm như các anh ấy vừa nhắc đến. Tức là ta có doanh nghiệp trong hộ kinh doanh rồi. Đây là chỉ những doanh nghiệp đủ điều kiện. Nhưng vì sao người ta chưa chuyển đổi? Là vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng như này, là 35% họ không chuyển đổi là vì họ không nắm được cái quy trình chuyển đổi nó ra sao. Họ cứ hình dung cho nó rất phức tạp, thế là làm cho họ ngại. Và 70% là họ ngại về cái thuế tăng lên, các cái chi phí tuân thủ họ tăng lên. Thì ta phải nhìn vào những cái con số khảo sát đó để ta tính toán. Và ngại về cái hệ thống sổ sách kế toán của ta. Hiện nay thì nếu là hộ kinh doanh thì chỉ có 6 loại sổ sách. Nhưng nếu là một doanh nghiệp nhỏ thì phải trên 30 loại. Riêng cái việc đó thôi cũng đã là một cái thách thức rồi. Anh Tuấn Anh nói rất đúng đấy. Thế vì thế nên tôi đề nghị thứ nhất đây là đối với cái doanh nghiệp được chuyển lên từ hộ kinh doanh thì ta nên áp dụng một cái đơn giản cái sổ sách. Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Không, tôi nói lại ý này nhé. Doanh nghiệp được chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh. À, chuyển đổi lên hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Tức là à, không. Doanh nghiệp được chuyển đổi lên từ hộ tức kinh doanh. Tức là nguồn gốc của anh là hộ kinh doanh. Là hộ kinh doanh. Có những nhóm doanh nghiệp chính thức mà quy mô bé từ hộ kinh doanh chuyển lên thì họ phải được hưởng những chế độ sổ sách, kế toán và thuế đơn giản, không khác biệt nhiều so với hộ kinh doanh. Thì họ mới có động lực để chuyển đổi lên. Chứ giờ nếu mà chuyển đổi lên mà tôi đối mặt với một núi về thủ tục hành chính, về giấy tờ, về thuế rất là khó khăn. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất là nhất trí với Nam chỗ rằng là
chúng tôi cái này cũng tôi đề nghị khi mà soạn sửa đổi cái luật quản lý thuế và các luật liên quan là đối với những doanh nghiệp chính thức chúng ta nên phân loại những doanh nghiệp cỡ vừa trở lên để khác những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, có lẽ để cho họ có một sự được hưởng một cái chế độ chính sách về thuế, về hồ sơ giấy tờ, về mặt thủ tục nó đơn giản, gần tiệm cận dần so với hộ. Chứ hiện nay rất nhiều quy định là quy định cho tất cả các hộ doanh nghiệp giống hệt nhau. Chính vì vậy mà hộ kinh doanh người ta không có hầu như cơ bản giống như anh Nam nói, những thủ tục về thuế, thủ tục về về kế toán là có cơ bản là những cái rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp người ta ngại lên. Tôi nói thêm một ví dụ nữa về cái trở ngại. Cái trở ngại thứ hai nữa ấy, là khi mà chuyển từ hộ kinh doanh lên, tức là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, mình xác định cái lịch sử của họ là từ hộ kinh doanh, thì ta phải nhìn thấy, đầu tiên ta phải thấy là hiện nay các doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam ấy, thì trong đó đã khoảng 30% là được chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên. Đây là con số biết nói, con số rất biết nói. Cái này tôi nhớ là đã nghiên cứu, cái nghiên cứu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam năm 2017 và cái nghiên cứu của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam năm 2014, thì hai cái nghiên cứu này đã cho ra một cái con số sát nhau. Tôi nhớ lúc đó là Phòng Thương mại đưa ra con số là 27%, và số của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam thì khoảng 30%. Trong một cái quãng thời gian như thế nó khớp nhau. Thì như vậy có nghĩa là vốn dĩ ở cái môi trường kinh doanh của Việt Nam thì cái loại hình hộ kinh doanh chuyển đổi, thế rồi doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh là đã có một cái lịch sử và một cái thói quen. Còn những cái điểm mà cần tắc thứ hai đó là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Quan điểm của tôi là rất đồng tình cho cái dự thảo thuế vừa rồi. Tức là ta làm đơn giản đi. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì nên áp dụng theo các cái tỷ lệ phần trăm căn cứ vào doanh thu. Ví dụ như là đối với loại hình mà doanh thu một năm độ khoảng 5 tỷ trở xuống thì chúng tôi đề nghị đấy, 5 tỷ trở xuống là áp dụng cái thuế phần trăm này. Bởi vì chỉ áp dụng nó thì với đảm bảo được cái tính dễ dãi, khuyến khích được họ. Và nó cũng không cái quy định độ khoảng 5 tỷ doanh thu năm trở xuống thì nghiên cứu của chúng tôi thấy nó cũng không có gì là ghê gớm. Đấy là những doanh nghiệp hết sức nhỏ bé. Cái thứ hai nữa là tôi nói ví dụ về cái tính đơn giản của nó. Nó phải được thay đổi một cách cách mạng như thế cơ. Hiện nay thì về mặt cái thể chế của ta thì cũng đã thay đổi. À, trước đây độ một số năm thì quy định của chúng ta là một cái doanh nghiệp là phải thành lập một bộ máy kế toán. Có cái quy định như thế nhé. Thì ít nhất là phải 2 người. Và cái người phụ trách kế toán đó thì lại không được liên quan gì đến cái người chủ doanh nghiệp cả. Anh chị em cô chú cũng được, rất phi lý thì cái đã được bỏ rồi. Thế nhưng mà cái sự lôi thôi các cái loại sổ sách rồi báo cáo tài chính rồi cân đối nguồn tiền, dòng tiền đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ tôi cho là không cần thiết. Vì thế nên là chúng tôi đề nghị là bỏ đi cái hình thức này và áp dụng cái loại doanh nghiệp mà có doanh thu năm từ 5 tỷ trở xuống. Thì ngoài cái thuế VAT thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng theo cái tỷ lệ phần trăm theo doanh thu mà cái dự thảo vừa rồi đã có nhắc đến thì chúng tôi rất ủng hộ và tôi cho đây chính là cái công cụ để khuyến khích các hộ kinh doanh họ đủ cái điều kiện để thành doanh nghiệp thì họ sẽ chuyển thay đổi thành doanh nghiệp để cho chúng ta có được một cái môi trường kinh doanh nó tốt hơn và đây chính là cái công cụ quan trọng nhất. Đấy thì tôi bằng cái sự nghiên cứu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Nam trên cơ sở kế thừa những cái nghiên cứu của các hội đoàn khác, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các bộ ngành ở chúng tôi nói chính sách quan trọng nhất là chính sách thuế và chính sách cái luật kế toán. Cái đó ta giải quyết được. Mà nếu mà được cái này thì nó sẽ có một cái hay là sẽ không có cái chuyện những cái hộ kinh doanh mà những cái cơ sở kinh doanh mà muốn giữ lại mô hình hộ để trốn thuế. Trốn thuế là vi phạm thì sẽ ít, tỷ lệ này nó sẽ ít đi và nhìn thấy nó rõ hơn. Và họ sẽ tự động chuyển đổi. Đúng không? Và vì lúc đó họ sẽ rất đơn độc. Họ không nấp được. Trong nhiều anh, 10 anh thì một anh như thế thì anh nấp được. Nhưng bây giờ còn cái 9 cái người còn lại, người ta thực sự người ta muốn lên. Nhưng vì người ta quá gặp cái quy định, nó chưa phù hợp với người ta, nó quá là thách thức với người ta.
như các như hai chuyên gia đã nói đấy, thì chính cái điểm đó là cái điểm mà sẽ tách họ ra, và như thế nó sẽ tạo nên được một cái điểm quan trọng nhất cho thị trường là công bằng, điểm quan trọng nhất cho thị trường là tự do. Hai cái này nó luôn luôn xung đột với nhau, nên là chúng tôi nói rất nhiều lần là phải tiếp thu nó rất là bài bản và nó có một cái định hướng. À, tôi muốn nói thêm một điểm nữa là tất cả những việc này thì chúng ta chỉ có một cách làm duy nhất thôi, đó là động viên, khuyến khích và tuyên truyền. Lúc nãy anh Đậu, anh Tuấn rồi anh Thiên có nói một câu rất hay, không có, có chuyện kinh doanh là cái quyền tự do, người ta dùng cái loại hình thức gì kệ người ta. Vì thế mà đã là tuyên truyền thì mình không xuất ruột được đâu. Nó lâu dài, nó thường xuyên, nó ngày này tháng khác, và nó phải phối hợp với nhau từ trung ương đến địa phương. Đấy thì phải đảm bảo được những nguyên tắc đó, vì nó khó cho chúng ta ở chỗ là không dùng được một mệnh lệnh hành chính. Vì thế nên là chính phủ, các ngành chúng ta ghi, kể cả ghi luật ta cũng không dám ghi cái gì. Nó thành một cái mệnh lệnh mà tuyên truyền thì ta phải chấp nhận thôi. Mà tuyên truyền khuyến khích lên thì ta phải có những cái chính sách để hút họ sang. Thì tôi nói nó không nóng ruột được. Vì thế nên đừng có coi cái mốc 1 triệu kia là ta phải đạt được. Bởi vì nếu chạy theo đó thì thực chất là chạy theo hình thức mất rồi còn gì nữa. Đúng không? Số lượng. Được, tôi đồng ý với quan điểm của anh Nam. Và chính là cũng ý tôi đang định nói như vậy, tức là cái chỗ mà cải tổ được cái thuế đấy, để cho người ta cảm thấy là cái việc mà mình trở thành doanh nghiệp mình có lợi rất nhiều, mà thuế má lại có khi lại thuận lợi hơn rất nhiều, thì tại sao mình lại không lên, nhà nước đang hỗ trợ mình, vân vân. Tại vì trên thực tế thì các cái khảo sát của như anh Nam vừa nói thì tôi cũng đã xem những cái loại báo cáo khác tương tự, nhưng mà chưa có cái nào đánh giá cụ thể xem là cái số mà chuyển lên ấy, 30 hay 27% chuyển lên đấy thì người ta lên doanh nghiệp rồi, người ta có còn tồn tại cái hộ của họ nữa không đấy, thì cái này là sẽ thành hai, tức là người ta thấy là chuyển luôn vào công ty luôn, và cái vẫn cứ để cái đó để tiếp tục lách thuế, và những cái gì mà không lách được thuế thì sử dụng cái doanh nghiệp đó để làm. Thì thực tế là song song cả song song đấy, cả doanh nghiệp song song là có, tức là họ vừa làm vừa cái đâu có ai cấm họ đâu. Đó, thế thì bây giờ cái chế định của vừa rồi ấy, trong cái hội doanh nghiệp, luật doanh nghiệp vừa và nhỏ, và nghị định có hướng dẫn là hỗ trợ rất nhiều, trong đó có hỗ trợ về sở trí tuệ và cái thứ, thì chúng tôi là cũng là đơn vị tư vấn có làm về sở trí tuệ cho doanh nghiệp, thì thấy rằng là ví dụ cái chuyển đổi thông thường của các cái luật doanh nghiệp là khi doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình sang mô hình này, hoặc chia tách hoặc sáp nhập đó, thì là kế thừa cái doanh nghiệp mà nhận được sáp nhập hoặc là được bị chia tách sẽ kế thừa các cái quyền và nghĩa vụ của cái doanh nghiệp đó, doanh nghiệp vẫn đi đó. Thế thì ở đây đối với cái hộ kinh doanh ấy, thì họ chuyển đổi thì họ lên doanh nghiệp, thì vậy thì các cái trách nhiệm của họ, các quyền và cái trách nhiệm của họ khi mà họ đang còn hộ ấy, thì họ có được kế thừa hay không thì nó chưa được luật hóa. Và thứ hai nữa là cái khi mà chuyển đổi doanh nghiệp thì phải theo luật doanh nghiệp, mà nếu theo luật doanh nghiệp thì phải theo cái tên gọi của doanh nghiệp phải có. Ví dụ như bây giờ đang là ông chủ hộ là cơ sở sản xuất Nguyễn Văn A, thế thì bây giờ họ người ta chuyển thành doanh nghiệp, thì doanh nghiệp thì có mấy mô hình đúng không ạ, doanh nghiệp tư nhân hay là công ty cổ phần đó, thì họ phải có một cái tên đó. Thế thì cái tên họ thì họ không thể nào mà lúc nào lấy cơ sở là công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Văn A được, bởi vì cái công ty đấy nó đã bị trùng với một cái công ty khác ở trên cái cả cái địa lý này, cả cái Việt Nam này rồi. Thì như vậy là người ta cũng không sử dụng được cái tên đó nữa, mà buộc phải theo luật anh phải chọn một cái tên khác đấy. Thì như vậy là gì, cái vỏ là một cái mới hoàn toàn rồi, lúc đấy không dùng được công ty trách nhiệm hữu hạn cơ sở Nguyễn Văn A nữa, mà phải dùng một cái tên khác đấy. Thì như đây là một cái vấn đề mà họ cũng không muốn đâu, tại vì nhiều khi là những cái doanh nghiệp mà những cái hộ kinh doanh mà như chúng tôi đã được làm, thì họ ví dụ họ ký kết rất là nhiều cái giao dịch hàng hóa tiểu ngạch với Trung Quốc ấy, đặc biệt là các cái cơ sở làm cơ khí ấy đấy, thì thực ra rất là lớn, mà họ cũng chỉ làm hộ kinh doanh thôi đấy. Thì cái này chắc là sẽ có cái tìm hiểu thêm ở chỗ này, nhưng mà khi họ mua bán với nước ngoài ấy, họ vẫn muốn một cái name, một cái tên. Bây giờ người ta đang cơ sở Nguyễn Văn A là cứ uy tín lắm đang làm, thì bây giờ không chuyển lên, chuyển đổi thành doanh nghiệp để họ đầu thì lại không được dùng cái tên đấy nữa, mà nó điều chắc chắn. Thì như vậy họ cũng là một cái mà để cho họ phải xem xét chứ, họ phải tính. Thế ví dụ lên nó không được cái gì tự nhiên mất luôn, thì nên chăng là khi mà mình xây dựng cái hành lang pháp luật thì mình nên đưa những cái đối tượng này, cho họ những cái chính sách ngoài những cái sách cụ thể như chúng ta vừa nói về khích lệ, về cái các cái phí lệ phí, thì ngoài cái tài chính như anh Nam anh nói đấy, thì nên chăng là cho họ một cái để họ vẫn nhìn vào là biết. Ví dụ như tôi là công ty Nguyễn Văn A, khi mình chuyển đổi thì nó vẫn có một cái dòng, khi mình chuyển đổi theo luật doanh nghiệp bây giờ là cái tên, cái tờ đăng ký kinh doanh nó chuyển đổi, ví dụ công ty doanh nghiệp tư nhân là Nguyễn Văn A, khi anh chuyển sang công ty Nguyễn Văn A thì nó sẽ gọi là chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân lên. Thế thì cái hộ kinh doanh có được như thế không, để cho họ nói với khách hàng họ là đây, ngày xưa tôi là cơ sở Nguyễn Văn A,
Đấy, và nhưng mà hôm nay là tôi được chuyển đổi sang thành là công ty này, nhưng mà chúng tôi vẫn là một đấy. Anh cứ làm ăn với tôi đi. Cái đấy này, thì chúng tôi có một cái luật sư Thiên nói một cái vấn đề cũng rất là quan trọng ở chỗ rằng là hiện nay cái dữ liệu của hộ kinh doanh, dữ liệu tên hộ kinh doanh hiện nay đang được bảo hộ ở trong cấp quy mô cấp huyện. Vâng. Ở quy mô khu trú ở cấp huyện thôi. Nhưng mà doanh nghiệp thì người ta hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư Chính phủ thì đã có dữ liệu cấp quốc gia. Và đã bảo hộ tên rồi, có nghĩa là tôi đã thành lập tên của tôi như này thì ở các tỉnh thành phố khác cũng không được thành lập tên tương tự như vậy nữa, cho nên là đây cũng là một cái quy định rất quan trọng để người ta có thể xây dựng thương hiệu và dần dần để xác lập uy tín. Nhưng hiện nay hộ thì hiện nay chưa được hộ, và hiện nay chưa có cái dữ liệu hộ của cả nước, cho nên chúng ta sẽ thấy một điều rằng chính vì bỏ mặc cho nên là ngay cả số lượng hộ hiện nay có bao nhiêu hộ cũng không ai biết chính xác. Hiện nay vẫn thường dùng nhiều con số của 5,3 triệu, 5,2 triệu, nhưng mà rất nhiều chuyên gia bảo con số này không thể chính xác. Con số này dùng các hộ nông nghiệp ước tính rồi. Ước tính. Mà con số hộ kinh doanh mà có mã số thuế thì như anh Nam có nói thì khoảng 1,7 triệu. 1,7 triệu. 1,7 triệu bên tư tổng thuế họ nói khoảng 1,7 triệu. Và thì như vậy là chúng ta sẽ thấy một bức tranh là nó khu vực lớn như vậy, sử dụng nhiều lao động như vậy, đóng góp cho GDP quan trọng như vậy. Nhưng hiện nay nó thế nào? Không ai biết. Và cũng nói thêm anh Nam là hiện nay một khu vực lớn như vậy, quan trọng như vậy, nhưng không có một tổ chức nào đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của hộ kinh doanh cả. Chúng ta làm gì thấy hiệp hội nào của hộ kinh doanh đâu, không có. Chính vì vậy mà hầu như tiếng nói của họ trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật hầu như không có. Cho nên nếu mà luật mà xây ra những cái luật mà để đưa ra cái trình hỗ trợ cho các nhóm kinh doanh, các doanh nghiệp kinh doanh thì hầu như đây bị gạt ra lề, hầu như không được thụ hưởng, không được tham gia. Thì chúng ta có thể thấy được rằng chính đây là hệ quả của một thời kỳ mà chúng ta bỏ mặc kệ. Bỏ mặc kệ này có hai hiệu ứng. Một hiệu ứng mà tôi đánh giá là hiệu ứng tốt. Thì bởi chính vì sự bỏ mặc kệ cho nên hộ kinh doanh thấy rất thuận lợi. Tôi phát triển mà tôi không bị ông này đến thanh tra kiểm tra. Và có thể xử lý quan hệ rất linh hoạt. Chẳng hạn như là tôi có thể thỏa thuận ngầm với nhau một cái quy chế và tôi dự đoán trước được. Chẳng tôi có biết là năm nay thậm chí tôi có thể đưa một ít tiền chúng tôi, và sau này tôi có thể dự đoán được năm nay lỗ lãi. Nhưng với doanh nghiệp thì không phải như vậy. Doanh nghiệp anh phải mở sổ sách và sau này hồ sơ giấy tờ hóa đơn phải được cơ quan thuế chấp nhận, và thậm chí trong vòng 5 năm người ta còn quay lại, còn thanh tra, thậm chí có thể đang lời trở thành lỗ ngay nếu mà không được chấp nhận các khoản chi chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp rất là nhiều. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì có lẽ cần phải có sự thay đổi từ phía cơ quan quản lý nhà nước cho đến bản thân các hộ kinh doanh. Về phía cơ quan quản lý nhà nước có lẽ phải hiện đại hóa cách quản lý. Hiện nay chúng tôi biết là Bộ Đầu tư đang có một cái đề án để xây dựng một hệ thống thông tin về hộ kinh doanh. Trước hết phải biết nó thế nào đã, sức khỏe nó thế nào, phải thống kê các ngành hàng, mọi thứ để biết. Và tôi cũng rất là nhất trí với đề xuất của luật sư Thiên, có cách thức nào mà để họ có thể chuyển đổi lên thành doanh nghiệp nhưng họ vẫn giữ được cái thương hiệu của họ. Nhưng mà cái này phải giải quyết một vấn đề rất quan trọng nữa là nó sẽ xung đột với những người đang được sở hữu cái thương hiệu hiện nay. Tôi đoán rằng là có rất nhiều những cái trùng chắn một hộ kinh doanh, xin là người ta vẫn làm trong phạm vi của họ thôi, nhưng có thể vô tình đã sử dụng một cái thương hiệu đã được bảo hộ của những cái thương hiệu lớn, của những doanh nghiệp lớn khác, thì chúng ta giải quyết như thế nào? Liệu như chấp nhận lịch sử nhưng mà lại vi phạm cái bảo hộ của những doanh nghiệp trước thì sẽ có rất nhiều những cái xung đột phát sinh. Thì giải quyết vấn đề này chắc chắn là không phải dễ, không phải một sớm một chiều. Cái thứ hai nữa là đối với vấn đề về hộ kinh doanh mà khi thiết kế lên thì cũng phải, tôi cũng rất nhất trí với cách tiếp cận của anh Nam, đấy là chúng ta phải có một cái cách tư duy rất thực chất là hiện nay phải chấp nhận một cái hệ thống thuế, quản lý thuế nó rất là tiện lợi, thuế doanh thu. Thực ra doanh thu thì cái đấy cô quản lý rất tốt, mà thực ra cái này sẽ mang lại lợi cho nguồn thu. Bởi vì anh có luồng tiền mặt ra, doanh thu là tôi có gì ngắt một phần là tôi... Có thể là không tuyệt đối, nhưng mà anh thu được nhiều hơn. Và thu được nhiều hơn, và chi người ta phí... sẽ không tốn thuế nữa. Chi phí thực thi thuế này. Chi phí thu thuế của nhà nước, của ngành thuế đã giảm rất nhiều. Bởi vì không phải đến kiểm tra từng đối chiếu, từng hóa đơn, từng sổ sách chứng từ, bộ máy... về đến hậu kiểm nữa, mà người ta có thể biết doanh thu và tính được cái khoản thuế phải nộp. Người
người dân có thể tính toán rất dễ, cho nên ông có thể dự đoán được rất là tin cậy, rất là chắc chắn. Vâng, thưa các khách mời, khi mà chúng tôi thực hiện chương trình đối thoại ban đầu chỉ nghĩ một chủ đề rất là đơn giản thôi, việc chúng ta có thể chuyển đổi từ những hộ kinh doanh mà có đủ nhu cầu, có mong muốn lên thành doanh nghiệp, chúng ta khuyến khích bằng cách nào. Tuy nhiên đến 5 số đối thoại rồi thì đúng là có quá nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí vấn đề thuế cũng nhiều ý kiến khác nhau, vấn đề quy định về pháp luật đưa vào luật hay không. Những số trước cũng có những người nói là không nên đưa vào luật và không cần thiết, tức là có rất nhiều luồng ý kiến. Thế ngày hôm nay tôi thấy là ba khách mời đã có những sự đồng thuận và cũng đã có thêm những cái ý kiến bổ sung thêm cho ý kiến của các khách mời trong bốn số trước ạ. Thì tất nhiên là đúng hay sai thì chúng ta cũng không thể nào mà nói chắc chắn là ý kiến nào là đúng là sai, nhưng chúng tôi rất là mong tạo ra nhiều luồng thông tin ạ, nhiều ý kiến để cho những người làm chính sách, rồi những doanh nghiệp, thậm chí những hộ kinh doanh, những khán giả VTV có thể tham khảo và suy nghĩ. Chính bản thân họ cũng sẽ nhận được thêm nhiều thông tin, và thậm chí cái việc chuyển đổi lại là tự nguyện và họ hoàn toàn là thấy ý nghĩa của việc chuyển đổi sao. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại trong năm nay và những năm tiếp theo nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.